tôi nhớ mãi sáng tháng năm ấy. Đó là buổi sáng thứ hai, ngày 10 tháng 5 năm 1965, không thể nào quên. Đúng 9 giờ, bác Hồ ngồi chăm chú viết. Chọn đúng tháng sinh nhật, vào lúc sức khỏe đang tốt nhất. Người đã thảo tài liệu tuyệt đối bí mật và gọi là tôi để lại mấy lời này. Con người có tên là Hồ Chí Minh, là bác Hồ, đang chuẩn bị vĩnh biệt chúng ta. Một sự chuẩn bị kỹ càng, hết sức bình tĩnh và ung dung, hết sức tự tin và thanh thản. Chắc chắn là không ai biết cả. Nếu có thì cũng không phải thời điểm này, thời điểm sức khỏe bác Hồ đang tốt nhất trong những năm gần đây. Người suy nghĩ về sự ra đi của mình trong tâm thế từ chốn bình sinh đi vào cõi trường sinh. Và cứ thế, từ năm 1965 đến 1969, bác đã dành thời gian vào dịp tháng 5 trước thềm sinh nhật để ngồi viết và chỉnh sửa di chúc. Từ ngày 10 tháng 5 năm 1969, bác cân nhắc và viết lại đoạn mở đầu bản di chúc. Còn phần đầu và đoạn giữa, bác thêm bớt, sửa chữa qua 5 năm suy ngẫm. Chín giờ sáng ngày 19 tháng 5 năm 1969, sinh nhật của người. Người dành thời gian xem kỹ lại từng trang di chúc lần cuối cùng. Tình hình sức khỏe của Hồ Chủ tịch không ổn định. Chín giờ 47 phút ngày 2 tháng 9 năm 1969, người đã ra đi vĩnh viễn sau một cơn đau tim. Vô cùng đau đớn, báo tin để toàn đảng và toàn thể nhân dân Việt Nam biết. Đồng chí Hồ Chí Minh, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam, Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đã từ trần.